Hello mọi người ơi. Đây, hôm nay em giới thiệu với mọi người một loại cây. Đây là cây tùng thâm mini nhá. Đó mọi người ạ. Thì cây tùng thâm mini này mình có thể dùng để trang trí Giáng sinh này. Sắp đến Giáng sinh rồi mọi người ơi. Sắp đến Giáng sinh rồi nên là mọi người có thể tậu em nó về để bàn nhá. Mọi người có thể trang trí Giáng sinh với hình cái dáng cây thông như thế này thì phù hợp để mình để những cái đồ vật trang trí nhỏ trông thật là dễ thương như thế này ở bàn học, bàn làm việc và kệ sách nha mọi người. Và mình có thể lên phòng khách luôn. Đó. Đó, nó nhỏ nhỏ xinh xinh và cái chậu xinh lắm mọi người ơi, sắp Noel rồi. Mình có thể tậu một cái cây này về để nhà nhá mọi người. Thì cây tùng thơm Noel này thì nó rất là nhiều cái tên, có một số loại tên khác nhau được phổ biến như là cây tùng thơm này, cây tùng chanh hay là cây sơn tùng đó. Đây là một loại cây mà có nguồn gốc từ phía nam của châu Mỹ và nó có dần du nhập tại các nước châu Á nha mọi người. Tại Việt Nam thì nhờ cái mùi hương đặc trưng nên lá thì cây tùng thơm này thì được chủ yếu trồng ở trong chậu và có tác dụng chính là làm cảnh đó. Ngoài ra thì chúng còn được dùng để trang trí vào các dịp lễ và đặc biệt là vào cái mùa Giáng sinh Noel hàng năm ấy, mình có thể trang trí ở nhà. Mình có thể trang trí thêm một cái đèn nhấp nháy này hay là mấy cái bóng xinh xinh ấy mình trang trí lên thì nó rất là đẹp nha mọi người. Sắp Noel rồi thì mọi người có thể tậu em nó về để ở nhà nè, rất là xinh nhá. Thì cây tùng thơm này là một loài cây mà nó được phân bố ở các vùng núi cao mát và ẩm và cây phát triển và phát ra một cái mùi hương thơm nhẹ nhá, rất là dịu nhẹ luôn và nó được trồng rộng rãi ở khắp thế giới nhờ vào cái những đặc điểm nổi bật của mình đó. Thì giống cây này thì nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của nhiều người yêu cây. Nó phần thân cây thì có thể cao khoảng đây cái loại mini này thì nó chỉ cao tầm 20 đến 30 cm thôi mọi người ơi. Đó loại mini này thì chỉ cao đến tầm 20 đến 30 cm thôi. Còn có loại cao hơn nữa là sẽ tầm khoảng 40 50 cũng là để mini để bàn thôi mọi người ạ. Và cái đường kính của nó có thể từ 7 đến 10 cm nha, thân kiểu màu nó màu nâu và vỏ của nó là vỏ gỗ nhá. Thường sẽ phân chia thành các nhánh nhỏ và mọc thành dạng thập. Đó. Dạng tháp như thế này nè, rất là xinh đó. Và cái phần rễ của nó thì cây tùng thơm là một loại rễ chùm và nó có thể đặt khoảng là tầm 15 đến 20 cm tỏa ra thành nhiều nhánh nha mọi người đó. Thì đó tầm 20 cm là một loại cây gọi là nó to thôi, còn cái loại mini mà mình cầm thì nó cũng chỉ là cái rễ nó rất là nhỏ thôi, tầm mấy cm thôi mọi người ơi. Đó, cái phần lá của nó thì là tán cây khá là rộng và rất là dày đặc nha mọi người. Màu lá là màu xanh đậm, nhỏ và có hình hình kim nhá. Đó. Và lá của nó thì thường sắp xếp theo cặp và có mùi thơm đặc trưng nhẹ nhàng và quyến rũ đó mọi người. Và lá của cây này thì mọc dồn thành hình tháp nhọn ở phần đầu đó, mọi người chú ý thấy không, nó mọc thành hình tháp và nó nhọn ở phần đầu đó. Và phần các loại cây tùng thơm này thì là trên thị trường hiện nay thì cây tùng thơm được phân loại rất là nhiều và khác nhau. Và trong có các cách mà phân biệt các loại cây ấy thì chủ yếu lựa chọn các cái kích thước và chiều cao của cây nó. Cây tùng thơm lớn thì nó sẽ khoảng tầm 1m đến 1m2 nha mọi người. Và giống cây to lớn như thế thì nó sẽ đặt ở thích hợp để đặt ở các cái không gian rộng lớn này và diện tích của nó rộng và tán của nó thì rất là to và nó mọc theo hình tháp và thân cây của nó thì có hình đường kính khoảng tầm 10 cm. Và cây tùng thơm nhỏ vừa ấy thì nó sẽ là một loại cây tùng thơm có cái kích thước nhỏ và trung bình
khoảng từ 40 đến 60cm nha mọi người. Và diện tích hẹp như là ở cửa hàng, văn phòng hay là tán lá của nó sẽ không quá lớn, mà màu xanh nhạt nó sẽ cũng sẽ mặc theo cái hình tháp. Vâng, hình dạng màu tháp. Và cây tùng thơm mini như mình đang cầm đây là cây tùng thơm mini này mọi người, là một loài cây tùng thơm khác và khá là phổ biến trong thời gian gần đây, vì đây là cây tùng thơm mini. Giống cây này thì thường để bàn và nó có thể có kích thước tương đối nhỏ nhé, chỉ dao động khoảng 20-30cm thôi mọi người. Đó, 20-30cm thôi. Và đường kính của nó thì khoảng 10-15 thôi mọi người ạ. Đó, nó có hình dạng là hình kim và có màu xanh nhạt nhá. Lá của nó đây đó mọi người. Còn có một loại cây nữa, đó là cây tùng thơm giả. Thì thường là người ta mua về để sử dụng trang trí vào những cái dịp lễ này, đặc biệt là Noel là người ta hay làm cái cây tùng thơm giả để mà làm trang trí Noel đó mọi người. Và được sử dụng nhiều nhất vào cái mùa Noel này, mùa Noel sắp tới này. Thì đây là một sản phẩm được mô phỏng để có giống như là cây tùng thơm thật. Và có đầy đủ các cái kích thước chiều cao khác nhau để có thể lựa chọn ở mức giá phù hợp và phải chăng nhá mọi người. Thì cây tùng thơm này thì rất là nhiều tác dụng, như là có thể trang trí không gian nhà ở này. Em cây tùng thơm này là một loại cây cảnh trang trí phổ biến ở mọi gia đình rồi, với cái hình dáng đẹp và màu sắc tươi mới như thế này. Thì bạn có thể để trong nhà, trong văn phòng hay là bất cứ nơi đâu ở cái không gian sân vườn của chúng ta này, công viên này. Ngoài ra thì còn có thể để cây này không thể thiếu trong cái mùa Noel mà nhiều quốc gia trên thế giới này trồng và để nó mọi người. Và cây này cũng có thể tạo cái bầu không khí trong lành, vì cây tùng thơm này có khả năng là hấp thụ khói bụi này, và nó có thể giảm các cái chất ô nhiễm khác ở trong cái không khí mà chúng ta đang thở như thế này. Điều này sẽ giúp cho cái chất lượng không khí được cải thiện ở được cải thiện nhé mọi người. Đó, và tạo cho cái năng lượng này, tinh thần của chúng ta, tại vì cái tùng thơm này có cái mùi hương rất là đặc trưng nhé mọi người, có thể tạo ra cái cảm giác cho mình sẽ rất là thư giãn và cảm nó giảm căng thẳng đi. Mùi hương dễ chịu sẽ làm cho cây có khả năng là tăng cường tinh thần và giúp nâng cao cái năng lượng của chúng ta. Và một điều quan trọng và một điều đặc biệt đó là cây tùng thơm này có tác dụng là đuổi muỗi, côn trùng nhé mọi người. Thì là một trong những cái tác dụng phổ biến nhất của cây tùng thơm là đuổi muỗi và ruồi và các loại côn trùng gây hại, lây gây phiền toái khác đến như là ve rắn, ruồi, tằm ruồi và nhặng và ong nhé. Mùi hương của nó khá là đặc biệt, mùi thơm làm cho côn trùng tránh xa và côn trùng không thích cái mùi hương này. Đó, nên là nó có tác dụng là đuổi muỗi, ruồi, nó rất là nhiều, ve rán giận nó, ong các thứ, ruồi nhặng này nhiều lắm mọi người. Thì đây là một loại cây mà trong văn hóa các phương Đông thì tùng thơm có thể xếp vào một loại cây vừa bốn cây tứ quý như là tùng, cúc, trúc, mai đó mọi người. Vì vậy mà cây tùng thơm này thì mang cái ý nghĩa đặc biệt và tốt đẹp, có thể các bạn chưa biết nhưng mà có thể khám phá hết ý nghĩa của nó nhé. Và cây này là một loại cây cao và thẳng. Cây tùng thơm là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và kiên trì, nên là khi mọc và phát triển trong cái điều kiện tốt thì cây có khả năng chịu đựng ở sự nhiệt, chịu khắc nhiệt của nhiệt độ và môi trường đó, bất chấp cả gió mạnh này hay là nhiệt độ lạnh. Điều này thể hiện cái chất kiên cường, hiên ngang và ngay thẳng, không dao động của cây trong cuộc sống. Đấy, cây tùng thơm này cũng rất là dễ chăm sóc nha mọi người. Thì cây tùng thơm này chăm sóc không khó, chúng rất là dễ chăm sóc và không cần phải đòi hỏi quá cao nhá.
Thì chỉ cần ánh sáng này, đủ ánh sáng thì đủ ánh sáng râm mát này, và nước tưới của nó thì đừng quên nước là rất cần thiết cho cây rồi, nên là việc chăm sóc cây tùng thơm này là để mà trồng trong nhà thì chúng ta cần tưới nước mỗi tuần một lần. Nếu mà quên điều này thì bạn hãy bạn sẽ thấy là kim màu nâu xuất hiện và nước tưới bất kỳ nó sẽ bị khô đó mọi người. Đó, chúng ta tưới nước và nhiệt độ của cây tùng thơm này thì nhất quyết là bắt đầu từ tùng thơm thì trong nhà chỉ hãy chúng ta tốt nhất là nên ở nhiệt độ mát mẻ này, nhiệt độ mà tối ưu với để cây phát triển từ 18 đến 25 độ C là cây phát triển rất là tốt. Thì cây thế này thì không kém về việc là nó có mùn và thay đất cát, nên là chúng ta cần chấp nhận là các loại đất chua, chung tím hoặc là kiềm, mà cây này thì đòi hỏi đất phải thoát nước tốt nha mọi người. Về phân bón thì vào mùa xuân cây là thời gian sinh trưởng của cây, và áp dụng phân bón chuẩn 20-20-20 giải phóng trọng nước, và khi tăng trưởng thì mới xuất hiện vào mùa xuân, chứa rất là nhiều thường xuyên để cung cấp cho mỗi bên một lượt nha mọi người. Thì đấy cũng là một số cái mà mình chia sẻ với mọi người, thì mong là cái clip này mà mình chia sẻ với mọi người thì mọi người có thể hiểu hơn về cái cây tùng thơm và ý nghĩa của nó nhá. Thì sắp đến mùa Noel rồi mọi người ơi, mọi người có thể tậu em nó về để trang trí nhà cửa Noel nhá mọi người. Một tuần nữa là Noel rồi đó ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người mà muốn liên hệ mua cây thì mọi người có thể để số điện thoại mà Zalo và địa chỉ mình để trên tường nhé mọi người. Cảm ơn mọi người.